Mở đầu nữ đế ta làm chính cung tập 240 và 241, bị Tiêu Thiên nắm trong tay tên cường giả huyết oán tộc hoảng Hốt. Mình bị bắt từ lúc nào? Mình đang đứng nói chuyện với Cổ Trinh Cảnh, sao trong nháy mắt đã ở trong tay tên này? Tên huyết oán tộc hít sâu một cái, thể nội linh khí trong nháy mắt bạo phát, lực đạo nhục thân phun trào, thể nội không ngừng phát sinh tiếng nổ. Cả người linh khí màu đỏ phun trào, bùng nổ ra lực đạo kinh khủng. Lên, tên cường giả huyết oán tộc mặt đỏ, gầm thét lên tiếng. Nhưng sau đó, bầu không khí vô cùng ba chấm tên huyết oán tộc thân thể không hề nhúc nhích tay của tiêu thiên vẫn bóp chặt cổ mạnh mẽ trấn áp tên huyết oán tộc nhìn đến tiêu thiên trong lòng tự hỏi mình là đạo cảnh cấp 20, tại sao không thể đứng dậy lại bị tên nhân tộc nhỏ bé này áp chế chứ trong nháy mắt này hắn muốn đứng lên thì tiêu thiên đã cho hắn tội nguyện tiêu thiên một tay xách cổ của hắn nhất bỏng cơ thể lên khỏi mặt đất làm cho khoảng cách giữa hắn và tiêu thiên kéo lại gần nhau dưới mặt nạ quỷ là cặp mắt băng lãnh nhìn đến làm cho hắn vô cùng lo sợ về phần cổ bôn thì đang quỳ gối bên cạnh cả người đã run lẩy bẩy nhìn đến tiêu thiên đang sách cổ cường giả đạo cảnh cấp 20 như một món đồ chơi cổ bôn thì nội tâm nỉ ngon ta biết ngay nam nhân này là một quái vật không đúng đây không phải là quái vật đây là gia gia của ta lúc này tiêu thiên mở miệng lần nữa quả nhiên là như thế bổn thiên tôn còn đang không hiểu đang yên đang lành một chấn thủ sứ sao lại đi cấu kết với dị tộc cổ ra làm sao đi theo con đường bỏ thiện theo ác thì ra chính là đám dị tộc các người lôi kéo bổn thiên tôn lần này đến đây là muốn giảng dạy cho cổ ra một bài học xem có thể hay không đánh thức lương tri cho bọn chúng. Còn chưa bắt đầu đã xuất hiện một mối tai họa như ngươi, xem ra ngươi là nội tình của đám ác nhân này. Ta sẽ lấy ngươi làm hồi chung cảnh tỉnh cho bọn chúng. Lời vừa dứt Tiêu Thiên đã ném tên cường giả huyết oán tộc bay lên không trung như một mũi tên, mà ở phía dưới Tiêu Thiên đã bộc phát lực đạo, quả đấm nắm chặt hô to, sử dụng sức mạnh bảy phần vạn. Mà Cổ Bôn thì nghe thấy Tiêu Thiên nói thì trợn mắt há mồm, không thể tin ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Thiên. Ôi đệt sức mạnh còn có thể khống chế tỉ số phần vạn sao? Tiêu Thiên một quyền tung ra, hướng phía tên huyết văn tộc đánh đến một quyền tung ra âm thanh xé nát vang dội trời đất dường như rung chuyển nhìn thấy lực đạo khủng bố đánh đến tên huyết oán tộc vùn vẩy muốn tránh đi nhưng lực đạo khi tiêu thiên ném lên quá khủng bố hắn không có cách nào phản kháng hắn cắn răng chỉ còn cách bạo phát huyết lực đại đạo dùng toàn lực tạo ra một lớp phòng hộ để bảo vệ bản thân mình nhưng một quyền của tiêu thiên thì làm sao có vật gì chống đỡ được lớp phòng hộ bị tiêu thiên ngang ngược đánh nát không không tên cường giả huyết oán tộc hoảng sợ gào thét hắn có thể cảm nhận được đại đạo chi lực của mình đã hoàn toàn tan vỡ không gian vỡ nát bao phủ toàn thân của hắn cổ trinh cảnh lão bất tử xúc sinh lão ngu ngươi kéo lão tử xuống nước ngươi là chó trước khi chết tên huyết oán tộc bi phẫn chửi như tát nước hắn còn chưa mắng xong toàn bộ thân hình cũng đã nổ tung ở giữa bầu trời như một đóa pháo hoa màu xanh lấp lánh không gian nơi đó sụp đổ tạo ra âm thanh canh két như tiếng chuông tiêu thiên đưa ánh mắt nhìn đến cổ trinh cảnh tiếng chuyên đã vang lên đến lúc chúng ta phải vào học thôi cổ trinh cảnh hai tay khẽ rung nhìn đến tiêu thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn nuốt nước miếng một cái ánh mắt rời chuyển nhìn đến cổ bôn thỉ trong lòng thầm nghỉ không hổ danh là người thay thế mà ta nhìn chúng đứa cháu trai này thật sự là một tên thông minh thời khắc này cổ trinh cảnh chỉ cảm thấy ra đầu tê dại hiện tại tiêu thiên phát ra chiến lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn thời điểm tên huyết oán tộc bị bắt hắn không hề thấy rõ động tác sau đó lại một quyền xé nát không gian thực lực này quả thật rất kinh khủng cổ trinh cảnh phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của tiêu thiên nếu sớm biết thực lực của tiểu thiên kinh khủng như vậy hắn nào dám có tâm tư sẽ ngoan ngoãn đến chịu tội tiêu thiên phủi phủi tay lời nói lạnh nhạt tên rác rưởi đó đã đền tội hắn đã nhận được hình phạt xứng đáng ánh mắt tiêu thiên nhìn đến cổ trinh cảnh và cổ bôn thì nói tiếp theo chúng ta bắt đầu giờ học thời gian của cổ ra các ngươi còn lại rất ít những gì đã qua đã nói cho ta biết cổ ra các ngươi đã phạm lỗi rất lớn nhưng ta đã từng nói ông trời có đức hiếu sinh ai cũng có thể phạm sai lầm ta vẫn sẽ cho các ngươi một cơ hội để tiếp tục làm người cổ bôn thì quỳ trên mặt đất phía sau là cổ trinh cảnh hai người khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm tiêu thiên cả người run rẩy khi này lời nói của tiêu thiên vang đến chỉ cần các ngươi làm được những điều sau đây ta sẵn lòng cho các ngươi một cơ hội để cải tạo bản thân nghe lời này cổ trinh cảnh cặp mắt híp lại trong lòng có chút không thể tin được có chuyện tốt như vậy sao chẳng lẽ đây là tính cách lập dị của kẻ mạnh có khuynh hướng thuyết phục người khác làm việc tốt chẳng lẽ tên diêm la thiên tôn này cũng là như vậy yêu thích khuyên người hướng thiện cổ trinh cảnh nội tâm vui mừng nếu như là dạng này như vậy thì mình có cơ hội giữ được mạng sống khi này từ phía đối diện tiêu thiên lại nói thứ nhất cổ ra các ngươi phải từ bỏ thân phận người trấn thủ huyền giàu sơn vực sau đó đem huyền giàu sơn vực này làm vật bồi thường cho ta dù sao các ngươi cùng võ linh quân cấu kết với nhau trong bóng tối có kế hoạch hãm hại ta tuy rằng kế hoạch của các ngươi bị ta nhìn thấu hơn nữa sớm ngăn cản nhưng các ngươi để cho ta có tâm tình lo âu tinh thần mệt mỏi để lại cho ta một tổn thương không thể xóa nhỏ ta sẽ chịu thiệt một chút nhận lấy huyền giàu sơn vực này làm vật đền bù lời của tiêu thiên nói ra làm cho cổ trinh cảnh bối rối ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong tâm muốn lao đến dẫm chết tiêu thiên hãm hại người cổ ra cùng võ linh quân cấu kết không sai nhưng hãm hại ngươi là ý gì con mẹ nó ta với ngươi mới lần đầu gặp mặt hiệp ước của chúng ta đã mấy chục năm trước lúc đó có lẽ ngươi còn chưa sinh ra thì làm sao có thể là âm mưu hãm hại ngươi cổ trinh cảnh vút vút lòng ngược chấn an bản thân không được tức giận chỉ cần giữ được tính mạng hắn nói bất cứ điều gì cũng không quan trọng hắn muốn huyền giàu sơn vực thì cứ cho hắn nghĩ tới đây Cổ Trinh cảnh hít sâu một cái, khép nép ôm quyền với Tiêu Thiên, nếu ngài đã lên tiếng, tự nhiên không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ lập tức bố cáo, tuyên bố Huyền Giàu Sơn vực sẽ nằm dưới sự quản lý của ngài. Tiêu Thiên hơi chút gật đầu, chuẩn bị nói tiếp, bên cạnh Long Khâu Đạo lại đột nhiên mở miệng, thế giới chi tâm của Huyền Giàu Sơn vực hẳn là đang ở trên người ngươi. Ngươi đã đồng ý giao Huyền Giàu Sơn vực này cho Tiêu đại nhân, thì cũng nên chủ động giao nộp lên. Nghe mấy lời này Tiêu Thiên có chút giật mình, thế giới chi tâm là cái gì? Long Khâu Đạo bắt đầu giải thích, thế giới chi tâm được ngưng tụ bởi sức mạnh cốt lõi của giới vực thế giới nó là trung tâm điều khiển của giới vực thế giới một khi nắm giữ được nó có thể điều khiển mọi thứ trong giới vực có thể dùng nó để giúp bản thân tăng gấp đôi tốc độ tu luyện cũng có thể ban phúc cho bản thân nâng cao hiệu quả chiến đấu cổ trinh cảnh nghe long khâu đạo nói sắc mặt biến động trong lòng thầm nghỉ thế giới chi tâm đối phương làm sao biết đây là một chuyện cực kỳ bí ẩn cho dù là bách tộc liên minh trưởng lão cũng không biết sự tình ngoài ta ra chỉ có võ linh quân biết gia hỏa này tại sao biết rõ Long Khâu đạo ánh mắt gắt gao nhìn Cổ Trinh Cảnh nói, "Sao ngươi còn đứng im ở đó, ngươi định nói với ta, thế giới chi tâm vẫn chưa được ngưng tụ ra sao? Vị đại nhân này chuyện này, ngài đừng nói đùa như thế, ta đang chuẩn bị giao nó ra ngay đây." Cổ Trinh Cảnh vừa nói, gãy đầu bộ dạng rất bất đắc dĩ, vừa nói Cổ Trinh Cảnh vừa sử dụng lực đạo, từ trong nội thể ép ra một viên tinh thể màu xanh, lơ lửng xoay chậm chậm trên không. Trong nháy mắt, linh khí bốn phía lập tức ngưng tụ về nơi đây làm không gian trở nên êm dịu. Đám người cổ ra thấy cảnh này cũng rất bất ngờ. Tiêu đại nhân, Si nhận lấy, thế giới chi tâm chậm chậm bay về phía Tiêu Thiên, Tiêu Thiên nhìn thấy viên tinh thể thì vô cùng hiếu kỳ đưa tay chụp lấy. Đối diện, Cổ Trinh Cảnh nhìn thấy cử động này của Tiêu Thiên, mí mắt nhẹ nhàng lay động, che giấu sự kích động, trong lòng gào thét, ngu ngốc, đây chính là thế giới chi tâm của Huyền Giàu Sơn vực, ngươi lại dùng tay không bắt lấy, thứ này chỉ có thể dùng linh khí nhẹ nhàng nâng lên, nếu nắm trực tiếp sẽ chịu đựng áp lực của toàn bộ Huyền Giàu Sơn vực đè lên. Cổ Trinh Cảnh suýt chút nữa bật cười, nguy cơ mà như vậy được giải trừ. Tên bên cạnh cho dù biết về thế giới chi tâm, nhưng lại không hề lên tiếng ngăn cản. Hắn cho rằng chủ nhân của mình có thể chịu được áp lực của cả thế giới này sao? Chuyện này quả thật rất tốt, để ta xem ngươi làm sao giết chết ta, chỉ cần ngươi bị đè chết, cổ ra ta sẽ bình an vô sự. Ánh mắt cổ Trinh cảnh đầy mong đợi, nội tâm hô hào, nghiền nát hắn, nghiền nát hắn, nghiền nát hắn. Đang hô hào cổ Trinh cảnh, biểu tình đột nhiên cứng ngắc, hắn trơ mắt nhìn đến Tiêu Thiên tay không tiếp nhận thế giới chi tâm, thần thái mười phần nhẹ nhõm, thậm chí, đối phương dùng hai ngón tay nắm lấy hai đầu thế giới chi tâm, Đưa đến gần nhìn một cách tỉ mỉ, vừa nhìn còn vừa gật đầu, thật đẹp mắt. Cổ Trinh Cảnh có chút hoảng hốt, cái thế giới này có vấn đề gì sao? Thế giới chi tâm lại có thể dùng hai ngón tay nắm lấy, áp lực của toàn bộ giới vực này không bằng hai ngón tay sao? Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.